ngày đầu nhận lương hưu và những tin tức cần biết ngày mùng 2 tháng 7. Quý vị thân mến, trong không khí tưng bừng nhận lương hưu và các khoản trợ cấp theo chính sách mới, mỗi chúng ta lại có những nỗi niềm khác nhau. Và đây là 5 ý kiến mới nhất chúng tôi vừa nhận được. Ý kiến 1. Khi nghỉ hưu, mức lương được tính theo quy định của chính sách chế độ nhà nước đã ban hành. Mức đóng bảo hiểm nhiều ít đã được hưởng mức lương tương ứng, sau hưu có làm gì cho nhà nước nữa đâu mà lại gọi là tăng lương. Theo tôi, định nghĩa chính xác là bù trượt giá hay bù lạm phát là đúng nhất. Vậy, từ nay bỏ cụm từ tăng lương với nhóm người đã nghỉ hưu, mà thay vào đó là bù trượt giá, một khoản bằng nhau cho đối tượng này. Có như vậy, việc tăng lương mới có ý nghĩa và khoảng cách giàu nghèo mới không bị ngày càng kéo dài thêm. Cách tăng lương như hiện tại là mang đến nỗi buồn nhiều hơn vui cho đại đa số những người đang hưởng lương hưu. Ý kiến 2. Người dân Việt Nam có đức tính quý báu là chấp nhận, chịu đựng được gian khổ hy sinh, nhưng dị ứng với sự bất công. Trước kia, khi tăng lương thì tất cả công nhân viên chức nhà nước đang công tác và những người nghỉ hưu đều có mức tăng như nhau, đó là sự công bằng nên dù tăng ít hay nhiều thì không ai thắc mắc. Nhưng đợt tăng lương lần này, có sự phân biệt giữa người đang làm việc và người nghỉ hưu, rồi những người về hưu trước năm 2010, thì không được hưởng trợ cấp thâm niên, đó là sự bất công rõ ràng nhất làm cho người về hưu thấy bức xúc. Không hiểu ai đề ra chính sách bất công này, cần xem lại tư tưởng của người đó. Ý kiến 3. Khi xã hội tăng lương, giá cả đã tăng trước, vậy cán bộ đang trước ung dung tiêu dùng, còn cán bộ hưu trí thời trước công tác khó khăn vất vả hơn, nay lại kém đang trước. Quốc hội nên xem xét những quân sư đưa ra tăng 30 và 15%, nên cho thôi việc vì những cán bộ này chưa tôn trọng những người vượt khó trong thời điểm đất nước khó khăn. Quốc hội nên thay đổi ngay, kẻo số cán bộ thời bao cấp mất tin tưởng vào đường lối công bằng của Đảng. Nếu không, tốt nhất không tăng đợt này nữa. Ý kiến 4. Đã về nghỉ hưu thì không còn ai được thi tăng lương, mà đây là bù giá do lạm phát. Đừng cố tình gọi là tăng lương theo phần trăm để làm lợi cho người lương cao. Bù giá mấy triệu đồng một tháng, được bù giá mấy tạ thóc, nhảy nhanh hơn cóc nhảy. Khi còn công tác thì đỗ cả lý thuyết lẫn tay nghề mà cũng lên vài trăm ngàn mà thôi. Mà cứ trượt bù giá nhanh 6 tháng hoặc hơn năm lại bù giá một lần thì người lương hưu cao là quá lợi. Vì mọi người, làm thử con tính lấy một người lương hưu cao và lấy một người lương hưu thấp, nhân thử qua 5 lần bù giá, so sánh xem lương mới giữa hai người, xem nó sẽ chênh lệch là bao nhiêu. Đề nghị cơ quan chức năng gọi chuẩn xác là bù giá vào lương do lạm phát. Không nên gọi sai là tăng lương theo phần trăm để thiệt hại cho người dân nghèo, lương hưu thấp lại càng nghèo thêm. Còn khi về hưu thì tất cả đã dừng đóng bảo hiểm rồi. Ai đóng bảo hiểm cao thì khi về đã được tính đủ mọi chế độ cao, được ăn lương hưu cao rồi. Bù giá người ăn mấy tạ thóc, người bù mấy yến thóc thì còn gì là công bằng. Vì bố mẹ làm công nhân viên chức lương thấp thì con cái họ đa phần cũng lương thấp. Nên bù giá mà cứ gọi sai là tăng lương theo kiểu này, người nghèo sẽ càng nghèo tiếp nhiều đời. Ý kiến 5. Mình về hưu năm 1993, nay tuổi hơn thất thập rồi. Ông bà linh thiêng thỉnh cầu trời đất cho sống trên trần gian đến tuổi này là tốt rồi. Bạn bè đồng đội cùng tuổi ngã xuống bên cạnh ngay cùng chiến hào, lúc cùng tuổi trẻ 21-22 thì sao? Mình được may mắn đến tuổi già quá tốt rồi. Vài năm nữa, tuổi trẻ đất nước nó chăm chỉ, siêng năng lao động. Kinh tế đất nước tăng trưởng, nó cho hàng năm thêm ít tiền ăn sáng, trả tiền thuốc thang. Đỡ phụ thuộc cháu con là tốt rồi, thắc mắc gì? Đòi bằng nhau, khi nào được duyệt, chắc gặp Diêm Vương thì sẽ bằng nhau tuyệt đối thôi. Lại được ở xứ cực lạc vĩnh viễn rồi, vui lên đi, vô tư mà sống đi các bạn ơi. Vâng, cùng một vấn đề lương hưu tăng mà mỗi người lại có một tâm trạng và ý kiến khác nhau. Vậy quý vị có ý kiến gì về những ý kiến này? Hãy bình luận bên dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tin chính trong video hôm nay. Trước tiên, thay mặt ban biên tập BBA Tinh Hoa, chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị từ hôm nay trở đi. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật đều đặn những tin tức mới nhất và quan trọng nhất trong ngày tới quý vị. Và chỉ cần xem hết một video trên kênh là chúng ta đã nắm được hết tin tức trong này trọn vẹn.
Nếu ai ủng hộ nội dung này, hãy bình luận cụm từ ủng hộ BBA Tinh Hoa bên dưới hoặc bình luận nội dung mà mình quan tâm để chúng tôi biết mà thay đổi. Hy vọng kênh sẽ luôn là nguồn tin bổ ích và đáng tin cậy, luôn đồng hành cùng quý vị mỗi ngày. Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình từ quý vị. Tin số 1, đề xuất 5 bảng lương, 9 chế độ phụ cấp mới. Đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công để trình Trung ương xem xét sau năm 2026, khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị. Bộ Chính trị ban hành kết luận số 83 ngày 21 tháng 6 năm 2024 về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị thông qua hệ thống danh mục vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì sơ kết việc thực hiện nghị quyết số 27, trong đó phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan, nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp, để trình Trung ương xem xét sau năm 2026, khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị. Theo Nghị quyết 27 năm 2018, có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới gồm 1. Phụ cấp kiêm nhiệm 2. Phụ cấp thâm niên vượt khung 3. Phụ cấp khu vực 4. Phụ cấp trách nhiệm công việc 5. Phụ cấp lưu động 6. Phụ cấp ưu đãi theo nghề 7. Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn 8. Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập 9. Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang. Ban Cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, nhất là các chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở và hệ số lương để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với lộ trình cải cách tiền lương khu vực công. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo chính phủ thực hiện việc điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 27 tại kết luận này, đồng thời chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên quán triệt, tuyên truyền sâu rộng kết luận của Bộ Chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội khi thực hiện. Vậy quý vị có ý kiến gì về chính sách mới này? Hãy bình luận bên dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Tin số 2, chi trả lương hưu theo mức mới nhanh nhất, kịp thời nhất tới người hưởng. Với tinh thần chủ động chuẩn bị sẵn mọi nguồn lực chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức mới, ngay trong ngày đầu tiên Nghị định số 75/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 7 năm 2024, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã tích cực triển khai công tác chi trả để người hưởng được nhận chế độ nhanh nhất, kịp thời nhất. Trong ngày 1 tháng 7, đã có 70% người hưởng được chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức mới. Hơn 3,3 triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024. Phạm vi áp dụng rộng lớn, bao gồm người đang hưởng lương hưu, từ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khối nhà nước, tư nhân và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng trên tháng, thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng trên tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng trên tháng đến dưới 3,5 triệu đồng trên tháng, thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng trên tháng. Việc đề xuất điều chỉnh lương hưu,
và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tăng với tỷ lệ 15%, là mức tăng cao so với chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Đây là mức tăng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, đảm bảo hợp lý, hài hòa, có sự chia sẻ giữa người đang đóng bảo hiểm xã hội và người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, giữa các thế hệ tham gia và thụ hưởng chính sách. Tỷ lệ tăng lần này đã được cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tính toán kỹ lưỡng đảm bảo khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn. Ngoài lương hưu hàng tháng, người hưởng còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian nghỉ hưu để được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe do quỹ bảo hiểm y tế chi trả với mức hưởng là 95%. Theo thống kê, với phạm vi áp dụng rộng lớn, ở lần chi trả mức hưởng mới theo Nghị định số 75, cả nước sẽ có hơn 3,3 triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong đó, có khoảng 200.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, tiếp tục được điều chỉnh mức hưởng theo số tiền tuyệt đối do ngân sách nhà nước chi trả. Dự kiến, kinh phí tăng thêm để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong 6 tháng cuối năm 2024, từ ngân sách nhà nước khoảng 3.700 tỷ đồng và từ quỹ bảo hiểm xã hội là hơn 12.500 tỷ đồng. Tổng kinh phí dự kiến để tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng 6 tháng cuối năm 2024 là hơn 16.200 tỷ đồng. Người dân phấn khởi khi nhận lương hưu mới. Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương nhanh chóng triển khai công tác chi trả theo mức hưởng mới tới người hưởng, ngay trong chiều ngày 1 tháng 7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức các đoàn công tác do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh và Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu làm trưởng đoàn, đến làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và trực tiếp xuống thăm hỏi tại nhà của một số người dân thụ hưởng chính sách trong đợt này. Bà Lương Thị Hai, 91 tuổi tại Hà Nội, đã không giấu được sự xúc động khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm tăng lương hưu và được cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trực tiếp xuống thăm hỏi, trao lương hưu tại nhà. Trước đây, bà Hai công tác tại nhà máy cơ khí nông nghiệp và nghỉ việc vào tháng 4 năm 1984 với số tiền hưởng bảo hiểm xã hội khi đó là 290 đồng. Đến nay, qua nhiều lần được nhà nước điều chỉnh tăng, số tiền hưởng của bà Hai là 4.813.100 đồng, tăng 627.800 đồng so với mức lương tháng 6 năm 2024, tức 4.185.300 đồng. Do tuổi cao, sức khỏe yếu nên bà Hai được chi trả tiền hưu ngay tại nhà, mà không phải ra các điểm chi trả. Đặc biệt, bên cạnh số tiền lương hưu ổn định hàng tháng, bà Hai còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi ốm đau. Với căn bệnh đái tháo đường của mình, bà Hai thường xuyên sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh. Nhờ đó, bà Hai thêm an tâm tuổi già mà không phải nhờ cậy vào con cháu. Bà Lê Thị Chí, 61 tuổi ở Hà Nội, sau thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến khi nghỉ việc, bà tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 5 năm 4 tháng, đóng một lần cho những năm còn thiếu, để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu vào tháng 7 năm 2018. Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi nhận mức lương hưu mới lần này, bà Chí cho biết, ngay trong đầu giờ chiều nay, ngày 1 tháng 7, bà đã nhận lương hưu qua tài khoản ATM với số tiền là 2.344.400 đồng, tăng 305.800 đồng. So với mức lương tháng 6 năm 2024. Theo bà Chí, việc lĩnh chế độ qua tài khoản ngân hàng đã đem lại cho bà rất nhiều lợi ích, vừa nhanh, vừa an toàn, mà lại không phải mất thời gian đi đến các điểm chi trả. Nói về việc tăng lương, bà Chí chia sẻ, cảm ơn Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến những người nghỉ hưu như chúng tôi. Dù là người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì đều được tăng lương hưu lần này. Ngoài tiền hưu hàng tháng, tôi còn được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, nên tuổi già có ốm đau, tôi cũng không phải lo lắng. Giờ tôi vẫn thường xuyên nhắc các con, các cháu của mình, làm gì thì làm, nhưng lúc còn khỏe,
cứ phải tham gia bảo hiểm xã hội hàng tháng để khi về già có lương hưu và bảo hiểm y tế nhà nước lo cho. Khi đó, mình yên tâm, không phải nghĩ ngợi gì. Tính đến 17 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 7, với tinh thần chuẩn bị từ sớm, tập trung mọi nguồn lực triển khai, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức hưởng mới tới hơn 70% tổng số người hưởng. Trong đó, về cơ bản, người hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân đã được chi trả theo mức hưởng mới. Những người già yếu, không đi lại được, được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trực tiếp tại nhà. Với quyết tâm để người thụ hưởng nhận chế độ nhanh nhất, kịp thời nhất, hiện ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục chi trả cho tất cả người hưởng theo quy định. Vậy quý vị có ý kiến gì về chính sách mới này? Hãy bình luận bên dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Tin số 3. Quy định mới nhất về giá đất. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mới về giá đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày luật đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành. Khoản 5 điều 158 luật đất đai 2024 quy định các phương pháp định giá đất bao gồm: A. Phương pháp so sánh được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất, nếu có, để xác định giá của thửa đất cần định giá. B. Phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách lấy thu nhập dòng bình quân năm trên một diện tích đất, chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kể tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá đất. C. Phương pháp thặng dư được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. D. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất thị trường. Làm rõ trình tự, phương pháp định giá đất. Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất. Nghị định cũng quy định cụ thể việc áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp quy định tại điểm C, khoản 2 điều 257 luật đất đai. 1. Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, mà theo quy định tại thời điểm ban hành quyết định thuộc trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, và trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thì áp dụng bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm ban hành quyết định. Trường hợp thời điểm ban hành quyết định từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 mà thuộc trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm ban hành quyết định và trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì áp dụng bảng giá đất tại thời điểm ban hành quyết định nhân với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015. 2. Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, mà theo quy định tại thời điểm ban hành quyết định, không thuộc trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, thì áp dụng các phương pháp theo quy định tại các điểm A, B, C khoản 5, các điểm A, B, C khoản 6, điều 158 luật đất đai và các điều 4, 5, 6 của nghị định này. 3. Trường hợp giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì tùy từng trường hợp cụ thể, để áp dụng các phương pháp định giá đất theo quy định tại 1 và 2 nêu trên theo từng quyết định. 4. Đối với trường hợp 3 nêu trên, khi áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất thì xử lý như sau: A. Trường hợp có đầy đủ điều kiện để ước tính được doanh thu phát triển, chi phí phát triển của thửa đất
khu đất thì xác định doanh thu phát triển ước tính, chi phí phát triển ước tính được thực hiện theo diện tích giao đất, cho thuê đất của quyết định đó. B. Trường hợp không ước tính được đầy đủ doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất hoặc chi phí phát triển ước tính lớn hơn doanh thu phát triển ước tính đối với diện tích cần định giá đất, thì việc xác định doanh thu phát triển ước tính, chi phí phát triển ước tính được thực hiện cho toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, nghị định quy định cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. Theo đó, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đối với đất phi nông nghiệp bao gồm: A. Vị trí, địa điểm của thửa đất, khu đất. B. Điều kiện về giao thông, độ rộng, kết cấu mặt đường, tiếp giáp với không một hoặc nhiều mặt đường. C. Điều kiện về cấp thoát nước, cấp điện. D. Diện tích, kích thước, hình thể của thửa đất, khu đất. E. D. Các yếu tố liên quan đến quy hoạch xây dựng gồm hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, giới hạn về chiều cao công trình xây dựng, giới hạn số tầng hầm được xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nếu có. F. Hiện trạng môi trường, an ninh. G. Thời hạn sử dụng đất. H. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với điều kiện thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đối với đất nông nghiệp bao gồm: A. Năng suất cây trồng, vật nuôi. B. Vị trí, đặc điểm thửa đất, khu đất, khoảng cách gần nhất đến nơi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. C. Điều kiện giao thông phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, độ rộng, cấp đường, kết cấu mặt đường, điều kiện về địa hình. D. Thời hạn sử dụng đất, trừ đất nông nghiệp được nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất. D. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. Nghị định nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức thực hiện định giá đất đề xuất để Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất để xác định mức tương đồng nhất định, cách thức điều chỉnh đối với từng mức độ chênh lệch của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. Trường hợp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chưa quy định cụ thể hoặc quy định còn thiếu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, cách thức điều chỉnh đối với từng mức độ chênh lệch của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, thì tổ chức thực hiện định giá đất đề xuất cụ thể trong báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất để Hội đồng thẩm định giá đất xem xét, quyết định. Phải cung cấp thông tin phục vụ công tác định giá đất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nghị định nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, khai thác, sử dụng nguồn thông tin quy định tại điểm B khoản 2 điều 4 và điểm B khoản 1 điều 5 nghị định này có trách nhiệm cung cấp thông tin để phục vụ công tác định giá đất bằng văn bản hoặc phương thức điện tử trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của tổ chức thực hiện định giá đất. Vậy quý vị có ý kiến gì về chính sách mới này? Hãy bình luận bên dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Tin số 4. Từ nay tới ngày 1 tháng 7 năm 2024, 4 trường hợp cần đi cấp đổi lại sổ đỏ, càng để lâu càng thiệt thòi. Theo quy định, những trường hợp này cần đi cấp đổi lại sổ đỏ càng sớm càng tốt. Các trường hợp được cấp đổi sổ đỏ theo khoản 1 điều 76 nghị định 43 năm 2014, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau. Trường hợp 1, những trường hợp mà người sử dụng đất có nhu cầu đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận mới hiện đang áp dụng. Trường hợp 2, những trường hợp mà người được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng thì có thể cấp đổi lại. Trường hợp 3, những trường hợp đã thực hiện dồn điền, đổi thửa,
đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất thì nên cấp đổi lại sổ đỏ. Trường hợp 4, những trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng thì cần cấp đổi lại sổ đỏ. Thủ tục cấp đổi sổ đỏ gồm: 1. Chuẩn bị hồ sơ theo khoản 1 điều 10 thông tư 24/2014, hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu số 10 được. Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp. Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc giấy chứng nhận đã cấp. Đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. Ngoài ra, khi nộp hồ sơ thì xuất trình thêm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. 2. Trình tự thực hiện. Bước 1. Nộp hồ sơ. Nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nếu có nhu cầu. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa không 3 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ. Bước 3. Giải quyết. Bước 4. Trả kết quả, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã để trao đổi. Với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. Vậy quý vị có ý kiến gì về chính sách mới này? Hãy bình luận bên dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Tin số 5. 4 thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế, người dân ai cũng cần biết kẻo thiệt thòi. Dưới đây là tổng hợp những điểm mới đáng chú ý. Về chính sách bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 mà chúng ta cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình. Dưới đây là 4 thay đổi quan trọng. 1. Thay đổi về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Trước đây, chỉ những người lao động trong các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước mới bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, từ năm nay, quy định mới yêu cầu tất cả mọi người, bao gồm cả người lao động tự do, người nông dân và các hộ kinh doanh cá thể, đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Điều này nhằm đảm bảo mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản và giảm bớt gánh nặng tài chính khi có vấn đề sức khỏe. 2. Mức đóng bảo hiểm y tế tăng. Từ năm nay, mức đóng bảo hiểm y tế đã được điều chỉnh tăng lên. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế cho người lao động tăng từ 4,5% lên 5% so với mức lương cơ sở. Đối với các đối tượng khác, mức đóng cũng tăng tương ứng. Việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế này nhằm đảm bảo nguồn quỹ bảo hiểm y tế đủ để chi trả cho các dịch vụ y tế ngày càng phong phú và chất lượng hơn. 3. Thay đổi về quyền lợi khám chữa bệnh. Một điểm mới đáng chú ý là sự thay đổi về quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. Trước đây, người dân chỉ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh nếu khám tại cơ sở y tế không đúng tuyến. Tuy nhiên, quy định mới cho phép người dân được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh tại mọi cơ sở y tế trong hệ thống bảo hiểm y tế, không phân biệt tuyến. Điều này giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế và giảm bớt lo lắng về chi phí. 4. Thủ tục đăng ký và giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế được đơn giản hóa. Thủ tục đăng ký và giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế đã được đơn giản hóa đáng kể. Người dân có thể dễ dàng đăng ký tham gia bảo hiểm y tế trực tuyến hoặc qua các ứng dụng di động. Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế cũng được rút ngắn và minh bạch hơn, giúp người dân nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, mà còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan bảo hiểm y tế.
Những thay đổi này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, mà còn giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đảm bảo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, mọi người cần nắm rõ và tuân thủ các quy định mới về bảo hiểm y tế để không bị thiệt thòi trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Vậy quý vị có ý kiến gì về chính sách mới này? Hãy bình luận bên dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Tin số 6. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, 3 trường hợp bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết sớm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước chính thức có hiệu lực. Cũng từ 1/7, Bộ Công an sẽ triển khai việc cấp thẻ căn cước cho người dân, mục đích thay thế thẻ căn cước công dân theo quy định cũ. So với luật cũ, luật căn cước mới có nhiều thay đổi. Ngoài dữ liệu về ảnh chân dung và vân tay thì thẻ căn cước bổ sung thêm việc thu thập cả mống mắt. Đối tượng được cấp thẻ cũng được mở rộng với cả người dưới 14 tuổi. Luật căn cước cũng quy định 3 trường hợp thẻ căn cước sẽ bị thu hồi, cụ thể. Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Thẻ căn cước cấp sai quy định. Thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa. Như vậy, nếu người dân thuộc 03 trường hợp nêu trên, sẽ bị thu hồi thẻ căn cước theo quy định. Hai trường hợp công dân bị giữ thẻ căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thẻ căn cước bị giữ trong trường hợp sau đây. Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù. Trong thời gian bị giữ thẻ căn cước, cơ quan giữ thẻ căn cước xem xét cho phép người bị giữ thẻ căn cước quy định nêu trên, sử dụng thẻ căn cước của mình để thực hiện giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp. Người bị giữ thẻ căn cước theo quy định nêu trên, được trả lại thẻ căn cước khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, hoặc có quyết định hủy bỏ việc tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trình tự, thủ tục thu hồi thẻ căn cước. Căn cứ tại Điều 22 Nghị định 70 năm 2024, quy định trình tự, thủ tục thu hồi thẻ căn cước như sau. Trình tự, thủ tục thu hồi thẻ căn cước đối với công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. O cơ quan tiếp nhận, trả kết quả khi thực hiện thủ tục tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, tiến hành lập biên bản về việc thu hồi thẻ căn cước đối với người bị tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. O trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp gửi văn bản thông báo kèm thẻ căn cước đã bị thu hồi đến cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an. O trường hợp cơ quan tiếp nhận, trả kết quả khi thực hiện thủ tục tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam, hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam không thu hồi được thẻ căn cước của người bị tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, thì nêu rõ trong văn bản thông báo gửi cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an, để cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an tiến hành xác minh, thu hồi thẻ căn cước theo quy định. O trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Bộ Tư pháp, cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có trách nhiệm hủy giá trị sử dụng của thẻ căn cước và cập nhật thông tin người có quyết định tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước. O trường hợp cơ quan quản lý căn cước phát hiện người thuộc trường hợp phải thu hồi thẻ căn cước theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 29 luật căn cước, thì phải hủy giá trị sử dụng của thẻ căn cước của người đó và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước. Tiến hành lập biên bản thu hồi thẻ căn cước nếu người đó còn thẻ căn cước và nộp lại cho cơ quan quản lý căn cước đã lập biên bản thu hồi thẻ căn cước. Trình tự, thủ tục thu hồi đối với thẻ căn cước cấp sai quy định hoặc thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa.
O khi có căn cứ xác định thẻ căn cước cấp sai quy định hoặc thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý căn cước kiểm tra, xác minh và yêu cầu người đang sử dụng thẻ căn cước nộp lại thẻ căn cước. O trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và thực hiện thu hồi thẻ căn cước cấp sai quy định hoặc thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa và thông báo cho cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an. Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có trách nhiệm cập nhật trạng thái, khóa căn cước điện tử đối với trường hợp thẻ căn cước đã được thu hồi. Trường hợp không thu hồi được thẻ căn cước, cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an vẫn thực hiện việc cập nhật theo quy định tại điểm C khoản 1 và khoản 3 điều này. Tin số 7. Sau mốc ngày mùng 1 tháng 7, nếu chưa cập nhật sinh trắc học để chuyển tiền ngân hàng có sao không? Những ai chưa cập nhật dữ liệu sinh trắc học từ ngày mùng 1 tháng 7 cần đến quầy giao dịch ngân hàng hoặc cập nhật thông qua Vietnam In của các ngân hàng. Việc không quét mã QR trên ứng dụng ngân hàng sau ngày mùng 1 tháng 7 có thể không ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng của bạn. Nhưng để chắc chắn hơn, bạn nên kiểm tra thông báo hoặc thông tin từ ngân hàng của bạn để xem có bất kỳ thay đổi nào về quy trình hoặc yêu cầu không. Thường thì các ngân hàng sẽ gửi thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào quan trọng. Sau mốc ngày mùng 1 tháng 7, những ai còn chưa kịp cập nhật dữ liệu sinh trắc học cần tiếp tục đến quầy giao dịch ngân hàng để được hỗ trợ. Áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị giao dịch trên 20 triệu đồng trên ngày. Theo quyết định 2345 về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, khách hàng bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khi thực hiện một số giao dịch ngân hàng trực tuyến từ ngày mùng 1 tháng 7. Theo nhiều ngân hàng, trên mỗi dòng điện thoại sẽ có vị trí đọc NFC khác nhau, nên người dùng có thể thử một số vị trí ở mặt lưng điện thoại. Trong quá trình cập nhật sinh trắc học, có thể khách hàng sẽ gặp khó khăn như thiết bị không hỗ trợ NFC, dẫn đến ngân hàng không đọc được thông tin trong chip căn cước công dân của khách hàng. Trường hợp này, khách hàng cần đến ngân hàng để đăng ký sinh trắc học. Những lưu ý khi đăng ký xác thực khuôn mặt và chuyển khoản ngân hàng sau ngày mùng 1 tháng 7. Đăng ký xác thực khuôn mặt. Kiểm tra thông tin cá nhân, đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân của bạn đã được cập nhật chính xác trong hệ thống ngân hàng. Chụp ảnh rõ ràng, khi chụp ảnh khuôn mặt, đảm bảo rằng ảnh rõ nét, không bị che khuất và ánh sáng đủ để hệ thống có thể nhận diện chính xác. Bảo mật thông tin, giữ bí mật các thông tin liên quan đến đăng nhập và xác thực để tránh rủi ro bị lộ thông tin cá nhân. Chuyển khoản ngân hàng cần lưu ý. Xác nhận thông tin người nhận, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người nhận trước khi thực hiện chuyển khoản để tránh sai sót. Sử dụng các phương thức xác thực mạnh, ưu tiên sử dụng các phương thức xác thực đa yếu tố như mật mã một lần OAuth qua SMS hoặc ứng dụng xác thực để tăng cường bảo mật. Kiểm tra lịch sử giao dịch, thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch để phát hiện sớm các giao dịch bất thường và kịp thời báo cáo với ngân hàng. Việc tuân thủ các lưu ý trên sẽ giúp bạn thực hiện giao dịch ngân hàng một cách an toàn và thuận lợi hơn sau ngày mùng 1 tháng 7. Vậy quý vị có ý kiến gì về chính sách mới này? Hãy bình luận bên dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Tin số 8. Từ 1/7, vay vốn ngân hàng dưới 100 triệu, không phải cung cấp phương án sử dụng vốn. Theo Thông tư 12/2024, từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024, khách hàng vay vốn ngân hàng từ 100 triệu đồng trở xuống, không phải cung cấp phương án sử dụng vốn khả thi. Thông tư quy định tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự, theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp. Có khả năng tài chính để trả nợ. Có phương án sử dụng vốn khả thi. Điều kiện này không bắt buộc đối với khoản vay có mức giá trị nhỏ.
Khoản vay có giá trị nhỏ được quy định tại thông tư này là khoản cho vay theo quy định tại khoản 2, điều 102 luật các tổ chức tín dụng và không vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam. Đối với các khoản vay này, thông tư 12 quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết và trả nợ của khách hàng, đảm bảo khả năng thu hồi nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận. Tổ chức tín dụng cũng phải có tối thiểu thông tin về mục đích sử dụng vốn hợp pháp, khả năng tài chính của khách hàng trước khi quyết định cho vay. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa thuận cho vay. Hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật, có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đó. Trường hợp thỏa thuận sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng, nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại thông tư này. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết quy định này nhằm phù hợp với đặc thù các khoản cho vay nhỏ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng với thủ tục đơn giản hơn, góp phần mở rộng hoạt động cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng, qua đó hạn chế tín dụng đen. Vậy quý vị có ý kiến gì về chính sách mới này? Hãy bình luận bên dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Tin số 9. Từ 01/07, nhóm đối tượng mới sẽ được hỗ trợ tiền đóng tiền bảo hiểm y tế, đó là ai? Một tin vui đối với người dân đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sẽ có thêm một số đối tượng được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính là đối tượng được bổ sung vào nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, tại khoản 2 điều 32 của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 quy định những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ được bổ sung vào nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Đồng thời, điều 24 của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 đưa ra thêm thông tin, khi những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gặp các trường hợp ốm đau, tai nạn, chết hoặc bị thương khi thực hiện nhiệm vụ mà đã tham gia bảo hiểm y tế và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm, thì sẽ được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Nếu trường hợp người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà lại bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương, thì sẽ được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập dựa trên cơ sở tự nguyện của người dân, để có thể hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp trong vấn đề bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân để bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối tượng này sẽ có mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng như sau. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng lương cơ sở hiện hành nhân với 4,5%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng, do đó mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng sẽ tăng lên là 105.300 đồng trước 1/7 đóng với mức là 81.000 đồng trên tháng. Tương ứng mức đóng hàng năm của đối tượng này là 1.263.600 đồng, tức tăng 291.600 đồng so với hiện nay. Công dân được tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước. Cũng từ ngày thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2024, công dân được phép đề nghị tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước khi họ có nhu cầu hoặc khi đã thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Điều này thực hiện theo Điều 22 của Luật Căn cước 2023. Theo đó, những thông tin sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, sổ bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ các thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp. Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào trong thẻ căn cước
có giá trị tương đương như việc cung cấp các thông tin hoặc việc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công hoặc các giao dịch và hoạt động khác. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, thẻ bảo hiểm y tế người dân có thể tích hợp vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi người dân thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Sau khi tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước thì hoàn toàn có thể dùng thẻ căn cước để khám, chữa bệnh và tiến hành thực hiện các thủ tục bảo hiểm y tế. Vậy quý vị có ý kiến gì về chính sách mới này? Hãy bình luận bên dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Tin số 10. Tập trung triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương. Trong 6 tháng cuối năm 2024, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung, nỗ lực hoàn thành 213 nhiệm vụ. Riêng tháng 7 năm 2024 phải tập trung hoàn thành 48 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao. Thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình, giải quyết biên chế giáo viên. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, trong đó có những vấn đề khó như vấn đề cải cách tiền lương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, cải cách công vụ, công chức, đánh giá, xếp loại đến hành vi, xử lý, kỷ luật, khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Bộ trưởng cũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tổ chức biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, vị trí việc làm, triển khai nhiều nội dung liên quan đến cải cách hành chính, thanh tra, pháp chế, tôn giáo, văn thư lưu trữ, thi đua, khen thưởng, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế như nhiệm vụ hoàn thành trong tháng 6 vẫn thấp, tinh thần chủ động tham mưu, sát sao với nhiệm vụ của một số đồng chí đứng đầu đơn vị vẫn chưa quyết liệt. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tháng 7 năm 2024, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thống nhất với dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng gợi mở và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình, hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng tiến độ được giao, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính của các bộ, ngành, giải quyết biên chế giáo viên, hoàn thành hệ thống thể chế, công tác thanh tra, pháp chế. Vậy quý vị có ý kiến gì về chính sách mới này? Hãy bình luận bên dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Quý vị thân mến, trong phần câu chuyện ngủ ngon cuối ngày, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về tuổi 75, một chặng đường đời trả nợ đời, nợ người và nợ mình. Đường đời là vô hạn, nó dài lắm các bạn, nhiều khi đi mãi đi đến hết cả đời mình cũng chưa thể đi hết con đường đời. Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, cũng giống như học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Đối với nhiều người, đường đời như là một cái dốc thẳng đứng, chẳng thể nào leo lên tới đỉnh. Đường đời lắm và trắc trở, còn hơn cả một quyển tiểu thuyết lầm lì, bi đát. Đời người hữu hạn, nó ngắn ngủi, người sống thọ lắm cũng chỉ hơn 100 tuổi, người văn số thì vài chục tuổi đã lìa xa dương thế. Tuổi 70, 80 cũng giống như một giấc mộng thoáng chốc. Em bé ngày nào nay đã là một cụ lão. Đời người có hai thứ không thể bỏ lỡ, thứ nhất là chuyến xe cuối cùng về nhà, thứ hai là người thân yêu bên cạnh chúng ta. Sống được đến tuổi 75 là quá tốt rồi. Sao lại nói là tốt? Vì có phải ai cũng bước qua được hàng thất thập cổ lai hy đâu. Cái tuổi vừa trả xong nợ đời và vừa trả xong nợ người. Tuổi 75 không còn vướng bận chuyện xã hội, chuyện gia đình, con cái, chuyện tiền bạc, mà thanh thản nắm đời, nắm người một cách bình tĩnh và công tâm nhất. Giàu thì ta sống theo giàu, nghèo thì ta sống theo nghèo. Cứ giữ bình an trong lòng, nhẹ nhàng buông hết những ràng buộc của đời sống, thông thịnh lặng trước thế sự bon chen. Có gì mà không thanh nhàn cho quãng đời còn lại, phải không các bạn? Ai tốt ai xấu với mình thì đã rõ, người nào có ơn có nghĩa, có tình với mình cũng đã hiểu thấu và rõ ràng. Như thế, để có ơn trả ơn, có nghĩa trả nghĩa, hành xử cho đúng đạo làm người. Bản thân mình tốt hay xấu, giỏi hay tệ, giàu hay nghèo,
thành công hay thất bại, đến tuổi này rồi mọi thứ đã phơi bày. Có giấu giếm cũng chẳng thể nào che được mắt thiên hạ. Cuộc sống hạnh phúc hay bất hạnh cũng đã có đáp án, bạn có muốn thay đổi cũng chẳng thể làm được lúc này. Các lão tiền bối sống mỗi năm một lần, đến 75 lần mới cảm thán rằng nhân sinh như mộng, kiếp người phù du, còn gì để mà tiếc nuối, có gì để phải oán hận. Thế thì nên vui chứ chẳng nên buồn. 10 tuổi 75 bước đến sự thông tuệ và viên mãn, cũng nên nhìn lại con đường mình đã đi qua, xem có chút điểm nhấn nào để gọi là thành tựu, kỷ niệm nào là đáng nhớ, trải nghiệm nào là quan trọng để tạm gọi là sống một cuộc đời đáng sống. Đáng để tuổi 75 có chút tự hào, phấn khởi và tự tin. Không có con đường nào như con đường đời, đầy yếu tố bất thường và những điều phải lựa chọn. Lao vào dòng đời để mưu sinh, ít nhất bạn có đến hơn 40 năm lao động vất vả. Để làm gì? Để trả nợ cho đời, trả nợ cho người. Từ cột mốc 65 tuổi đến 75, bạn có khoảng 10 năm để vừa nghỉ ngơi, vừa thở, vừa nhìn lại suốt quãng đời đã đi qua. Hơn 40 năm ấy, dù xuất phát từ tầng lớp giai cấp nào, tri thức hay lao động, giàu hay nghèo, ta đều phải đánh đổi thời gian, trí lực và sức khỏe để mưu cầu hạnh phúc và những bước đi đầu tiên đặt nền móng cho sự nghiệp của đời mình. Ta đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, có lúc thành tựu, có lúc thất bại trong công việc, có lúc vui mừng, có lúc khổ đau bởi những điều ngang trái trên con đường mưu sinh. Có lúc tuyệt vọng chuyện gia đình, chuyện vợ chồng chia tay, bất lực trước con cái, một mình phải ôm lấy nỗi đau ấy đến suốt cả cuộc đời. Ta của ngày ấy còn trẻ nên nhiệt huyết tràn đầy, lại sống rất tình cảm. Thế nên khi lặn hụt trong tình yêu và tham vọng, ta cũng đạt được hạnh phúc, đồng thời cũng chịu lấy nhiều đớn đau khi phải lựa chọn và đánh đổi mọi thứ. Con đường đời khi ấy là một khúc quanh trung niên, có lúc ta trên đỉnh vinh quang, được bao người ngợi ca, có lúc ta lại rơi xuống vũng bùn tăm tối, bị bao người khinh miệt và xa lánh. Cả một đời cật lực làm việc để hòng có được chút hư danh nào đó, cả một đời lao lực vì những ham muốn, những thú vui bất tận của tiền bạc và dục vọng. Ta của ngày ấy chỉ biết bon chen với đời, mặc cho những hao mòn thân xác và những mất mát của gia đình. Lúc đó ta nào nghĩ xa hơn, nghĩ rộng hơn cho bản thân và những người thân yêu bên cạnh chúng ta. Cho đến một ngày cuộc đời buộc ta phải dừng lại. Dừng lại ư? Sao lại nhanh thế? 75 năm rồi bạn ạ, và rồi phải nghĩ để nhường chỗ cho lớp người mới. Cuối cùng, những điều cần có thì đã có, những thứ muốn có thì đã đạt được. Những điều chưa đạt đến thì cũng chẳng còn quan tâm nữa. Người thành đạt hỏi có mấy ai, người thất bại thì đầy dãy. Nhìn lại bạn bè xung quanh, người còn kể mất, thế là ta mới ngộ ra rằng giữa dòng đời vô định, con người chỉ là một chiếc bóng hư vô, là chiếc lá vàng cứ trôi mãi trên dòng nước vô định. Vạn vật là bất biến, nhưng đời người là vô thường, ngắn ngủi. Dầu tiền bây giờ cũng đã trở nên vô nghĩa, khi những thứ thân thương xung quanh ta đã không còn. Nhau cũng trở nên vô vị vì đã chẳng giữ được những gì ta đã từng có. Khi bạn sống trong một xã hội coi trọng vật chất, bạn buộc phải chạy theo nó. Không có tiền, bạn sẽ chết và gia đình của bạn sẽ khốn khổ. Khi bạn sống trong một đất nước chẳng có gì để đảm bảo cho tuổi già của mình, bạn buộc phải lao đi kiếm tiền để lo cho cái tuổi xế chiều. Ta đã sinh ra và lớn lên nơi mình chẳng được lựa chọn, ta chỉ còn có thể dựa vào chính mình. Thế nên ta chẳng thể trách ta, mọi người cũng chẳng ai trách được ta. Sống đến tuổi này rồi, cũng nên thương lấy chính mình, cũng nên tự hào một chút vì ít nhất ta đã làm tốt. Tôi có nhiều người bạn đi vượt biên nước ngoài, thời đó nghe nói là đã dùng mình khiếp sợ vì những gian chân và nguy hiểm của chuyến đi. Chưa hết, qua đến xứ người còn phải trải qua biết bao thăng trầm gian nan để tồn tại. Thời gian cũng tầm 30, 40 năm vất vả để làm việc. Bây giờ ai cũng có tuổi, thành công có, bình thường có. Nhưng cái quan trọng là cuối đời, họ được sống thanh nhàn và hưởng thụ những gì mình đã cống hiến. Điều đó thật đáng để các bạn tự hào. Tôi thật sự ngưỡng mộ ý chí và nghị lực của những con người như thế. Đồng đời lúc thăng lúc trầm, mỗi người khác nhau.
chẳng có con đường nào là con đường dễ dàng, chẳng có con đường nào là không đầy bất trắc. Bất trắc đến từ nhiều phía, chẳng ai lường trước được và chẳng ai giống ai. Tôi và bạn, mỗi người một con đường đời, mỗi thành công, mỗi thất bại khác nhau. Đồng đôi nghịch cảnh đối với người kia là một thuận lợi, đối với kẻ khác là xuôi tay, là bế tắc. Thuận lợi cũng thế, có người biết dùng thời cơ thuận lợi để vươn lên, có người vì thuận lợi mà quá ra bất lợi. Chẳng ai dám nói với nghịch cảnh, nhưng lại có những cách đối mặt với nghịch cảnh khác nhau. Người thì quả quyết, người thì rụt rè thối lui, người thì thôi mặc kệ không cần biết tới, người chán chường nhất là người đổ vạ cho quá khứ. Đẩy tội cho nguyên nhân, nguyên rủa cho cái ngày mình sinh ra, đất nước nơi mình sinh sống. Có người đi tới cùng trong chán trường ấy rồi lại trở ra với một tinh thần lạc quan, đầy nghị lực để thành công. Mỗi người chúng ta sẽ phải phấn đấu, làm việc cả đời vì điều gì? Nếu bạn là người sáng suốt, lường trước được tương lai thì bạn chẳng cần câu hỏi đó. Nếu bạn u mê chậm chạp, thì đó là câu hỏi dành cho bạn. Ý nghĩa đường đời mỗi người ở đâu? Nếu chính bạn không trao cho nó một ý nghĩa, tương lai sẽ là tốt đẹp. Đường đời sẽ có ý nghĩa nếu chính chúng ta sống hết mình cho cuộc đời, chính chúng ta làm cho đường đời trở nên tốt đẹp, chứ không phải là ai khác. Nếu đã lựa chọn đúng mục đích, thì không có trắc trở nào có thể thay đổi được mục đích ấy nữa. Kiên quyết là yếu tố quan trọng để đường đời thực sự có ý nghĩa. Lúc về già, bạn giàu thì bạn sống biệt thự sang trọng hưởng thụ. Còn tôi nghèo, tôi sống ở nhà tranh vách lá ở miền quê, vui thú điền viên thanh nhàn. Người còn đủ cặp đủ đôi, sống ở nước ngoài, ngoại ô nước Úc, nước Mỹ, nước Pháp thì vui sống trong an bình và hạnh phúc. Xứ mình còn lắm kẻ lang thang cơ nhỡ, thì cứ mưu sinh kiếm sống qua ngày. Muôn hình vạn trạng cuộc sống lúc xế chiều, thế nhưng bạn ơi, hãy vui sống với những gì mình đang có, đừng làm khổ mình vì những tham đắm không thuộc về mình và những sai lầm đáng tiếc. Đời người là ngắn ngủi, bao nhiêu tuổi cũng thế. Sống suốt 75 năm đời mình, chắc vì bạn đã không có những sai lầm. Ngay giây phút này, bạn hãy nhìn lại và tức khắc thay đổi trước khi quá muộn. Ở tuổi 75, nhiều người đã sống một mình trong khoảng thời gian nào đó. Có người 5 năm sống cô đơn, có người 10 năm sống cô độc, có người 20 năm sống độc lập tự do kể từ khi người bạn đời đã vĩnh viễn ra đi. Thời điểm ấy, có người nghĩ rằng sẽ về sống cùng các con, người khác lại chọn sống một mình, số khác lại chọn nhà dưỡng lão. Vài trường hợp sống lay lắt trong đói nghèo và bệnh tật, không trốn dung thân. Thế mới thấy tuổi xế chiều mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai. Dốc hết đời này ta trả nợ đời, dốc hết tình này ta trả nợ người. Đường đời mỗi người mỗi khác nhau, và chắc chắn suy nghĩ, lối sống cũng khác xa nhau. Người lạc quan, kẻ bi quan, người vui, kẻ buồn, người hạnh phúc, kẻ cùng tận. Bạn đã phấn đấu như thế nào, nỗ lực ra sao, bạn sẽ nhận lại được như thế đó. Nhiều khi chúng ta chợt nghĩ đến sự sắp đặt của tạo hóa, phải chăng đây là một sự sắp xếp hoàn hảo của định mệnh. Tuổi 75 đã buông bỏ những thứ không cần thiết để tìm về sự bình yên. Đừng sống mỗi lần một năm, đến 75 lần giống nhau, thì cho đó là 75 năm cuộc đời. Trả hết nợ đời, trả hết nợ người, thì trả nợ cho mình đi. Suốt con đường đời cũng chỉ để giải cho xong bài toán trả nợ. Bạn trả hết rồi thì an nhàn thảnh thơi, bình yên giải thoát. Chưa trả hết thì tiếp tục trả, có sao đâu. Đơn giản thế thôi. Tuổi 75, con đường đời của bạn thế nào? Cuộc sống ra sao? Hãy tự hào về bản thân và chia sẻ những trải nghiệm của bạn. Xin cảm ơn. Chúc các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ BBA Tinh Hoa mỗi ngày và nhớ bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!